Hi, xin chào tất cả mọi người trở lại video tiếp theo mới nha. Thì hôm nay chính là phần 3 của cuối cấp 2 của mình. Và đây chính là những tấm ảnh mà bọn mình đã chụp kỷ yếu. Những tấm ảnh khá đẹp và bài hát khá chill. Nhưng mà thêm cái giọng mình vô thì khá là ghê luôn các bạn. Do mình lười ghi cáp á, nên là mình ghi âm luôn. Lúc này là chụp ảnh cầu thang để đồ trang top top này. Và đây là khi ăn ở nhà hàng. Còn đây là nhận giấy khen phần thưởng. Đây là cô dạy hóa của mình, mẹ mình và ba của mình nha. Buổi chiều hôm đó thì chỉ có cô dạy hóa, cô chủ nhiệm và một số phụ huynh đến chụp hình thôi các bạn ạ. Còn các cô khác thì không có đến trường bởi vì đã nghỉ hè rồi, nên là không chụp được các cô mà đã chủ nhiệm mình hồi mấy năm trước. Khá là buồn luôn. Đây là cô chủ nhiệm năm lớp 9 của mình nha các bạn. Đây là hội ba lá mà bọn mình đã sáng chế ra nha. Và không có thời gian nên chỉ chụp lấy được một số bạn thôi. Còn đây là cô Uyên, mẹ của Phan Nha Nhi. Đây là Phan Nha Nhi và mẹ của Phan Nha Nhi nha các bạn. Lúc này là chụp khi đang tổng kết. Đây là cô dạy văn nha các bạn. Tuy không dạy mình nhưng mình vẫn xin chụp để giữ lại những kỷ niệm. Chụp vội để trả đồ cho người ta nên là mình không có một cái tấm nào chụp lễ mặc đồ cử nhân hết các bạn. Khá là buồn luôn. Tiếp theo là những tấm ảnh tập thể lớp của mình qua các năm nha các bạn. Nhớ đến nhau rằng lòng tôi vẫn